Chào tất cả anh chị em, ta đã quay trở lại với cả tượng cô đẹp. Vâng ạ, thì trong bài video lần trước thì em cũng có làm bài video để phân tích và cũng như là chia sẻ cho mọi người chúng ta về kiến thức những tác phẩm hàn đánh xi hay là hàn BU. Thì trong bài video ngày hôm nay thì thực sự luôn là một sản phẩm rất là đặc biệt của người anh trai là khách quen của shop em. Anh cũng chơi rất nhiều những sản phẩm về tượng gỗ mà thường là anh thích chơi những hàng gỗ chất lượng, và nếu như hàng chắc thì là thường là sẽ phải đánh xi. Cái cầu ban mã đủ rất nhiều những cái chi tiết và thực sự là cực kỳ là kinh bong. Và thường thì hàng này thì em cũng khuyên anh chị em là cũng lên chơi hàng BU, bởi vì là được có kinh bong nhiều chi tiết thì BU thì nó sẽ được phủ hết được cái lớp của gỗ cũng như là khe kẽ của gỗ. Với hàng sản phẩm của ban mã chi tiết và nhiều kinh bong thì cái khâu làm nguội nó rất phải kỹ. Làm sao anh em ta có thể đầu tiên là phải lạo hết các cái trên người ngựa này đấy, cả bên trong lẫn bên ngoài, còn lạo vét hết những cái khe kẽ hay là những chiếc bờm đều phải lạo hết sạch sẽ. Sau đó thì lại đánh cái giáp, đánh hết cái phần con gỗ đi. Và thường thì nếu như những tác phẩm như này thì nếu như BU thì nó chỉ mất khoảng tầm độ 1 triệu đến 1,5 triệu là cùng thôi. Nhưng nếu như mà làm đánh xi thì cái khâu làm nguội này, cạo lạo đánh cái giáp sẽ lâu hơn. Và thứ hai nữa là sau khi làm nguội xong thì làm lót nó cũng phải làm tỉ mỉ hơn. Làm lót thì phải làm tầm độ 5-6 lần lót, sau đó mới phủ lớp xi mỏng vào. Thì công hàng đánh xi nó sẽ khoảng dao động khoảng tầm 3,5-4 triệu. Đấy, nên là cái chi phí rất là cao hơn so với hàng BU. Nhưng mà thực sự là anh trai thì cũng có bảo là nói chung là anh thì đẹp là được. Đấy, nên là không quan trọng về cái phần vấn đề là cái khâu hoàn thiện nó đắt rẻ bao nhiêu. Nói chung là em sẽ làm một tác phẩm ở đây, quay người ra gần để thấy hàng xi nó bóng hơn rất nhiều và nó nhìn nó độ mỏng hơn. Trước mặt anh chị em ta đó là một siêu phẩm, một cầu ban mã hàng đánh xi chứ không phải BU. Vâng ạ, hình tượng ban mã là hình tượng của sự thành công thăng tiến đối với cả gia chủ, và cũng như là linh vật ngựa là biểu tượng của sự là sức khỏe, sự trung thành và cũng như là bền bỉ dẻo dai. Đấy, giúp gia chủ là luôn luôn vượt qua những khó khăn và tiến được đến những cái điều thành công nhất trong cái cuộc sống của mình. Và các bác có thể thấy là chi tiết của tác phẩm thì là em đục những chú ngựa đều được tơi hết cả da. Đó, những mình chú ngựa, cả những cái con ngựa bên trong cũng đều là được tơi hết kênh da, thì cho thấy là người thợ phải cực kỳ là tỉ mỉ và moi móc móc máy những cái chi tiết ra rất là nhiều. Đó mọi người thấy không ạ, những chi tiết chú ngựa đục kênh hết tơi lên và diện ngựa thì cực kỳ là có hồn. Đấy, 8 chú ngựa đang bay trong gió và luôn luôn là tiến tới những điều thành công trong cuộc sống. Một tác phẩm vô cùng đẹp và chất là chất gỗ chắc, một trong những dòng gỗ quý hiếm và đắt đỏ nhất tại thị trường Việt Nam. Chất gỗ chắc đen, các bác nhìn thấy chất gỗ nó lì, và đây còn có những cái đường vân chun thực sự là rất tuyệt vời trong một tác phẩm, hay là những cái bờm, những cái hồng mao của chú ngựa đó bồng bềnh bay trong gió, cảm giác nhìn rất là phiêu siêu anh chị em ạ. Dạ vâng ạ, thì vừa rồi thì em cũng đã là giới thiệu cho mọi người chúng ta một chút xíu, đó là cái về sản phẩm hàn đánh xi, cái công cán, cái thời gian làm như nào, thì cũng như là tùy thuộc vào cái nhu cầu của anh chị em ta chơi. Các bác thích chơi BU hay đánh xi thì cơ sở của em cũng có thể là đáp ứng được hết tất cả cái nhu cầu của người. Thường thì những tác phẩm như hàng tượng nhân vật hoặc là con giống nhiều, có thể là những chi tiết là trơn nhiều như này đấy, thì các bác có thể là chơi hàng đánh xi được. Còn những tác phẩm mà hàng hoa lá cảnh ấy, hay là những chi tiết nó tưởng như là nó kinh bong quá, thì em khuyên những anh chị em ra là lên BU thì nó sẽ đẹp hơn, bởi vì đánh xi lên thì cũng không thể đánh được, và thứ hai nó cũng rất là khó làm đấy. Và cái kết cuối cùng cho anh chị em đó chính là nếu như đã là đánh xi thì cái công làm và thời gian làm lúc nào cũng sẽ phải gấp 4 đến gấp 5 lần là BU anh chị em nhé, để người ta cân đối tài chính và cũng như là lựa chọn sản phẩm đánh xi hay BU cho hợp lý nhất. Cảm ơn các bạn. Thì anh chị em là chúng ta mà chơi chuyên sâu hoặc là những sành về đồ gỗ, có kiến thức nhiều về đồ gỗ kỹ nghệ, thì các bạn có thể là liên hệ với bên em qua fanpage là tượng gỗ đẹp, hoặc có thể liên hệ trực tiếp cho em qua các số online thì sẽ có nhân viên tư vấn nhiệt tình với tất cả anh chị em. Và anh chị em ta thấy bài video này hay thì có thể là like và đăng ký kênh tượng gỗ đẹp để nhận được những bài video thông báo. Và xin chào tất cả anh chị em, và hẹn mọi người chúng ta vài video tiếp theo.